Thưa anh chị em, chúng tôi đang vào buổi trưa của ngày thứ 5, 28 tháng 5, 2024. Và đoàn của chúng tôi đang bắt đầu vào nhà hàng. Nhà hàng mang tên là Tôn Lê Ba Sắc 2, nhà hàng Tôn Lê Ba Sắc 2 ở Phnom Penh. Nó có nhà hàng Tôn Lê Ba Sắc 1 ở Siem Reap. Đây là nhà hàng Tôn Lê Ba Sắc 2 ở Phnom Penh. Và chúng tôi cũng đang ở trong thủ đô Phnom Penh. Bây giờ chúng tôi vào nhà hàng. Được hướng dẫn viên giới thiệu là vào nhà hàng này ăn cơm trưa, ăn buffet. Cơm trưa buffet với 120 món. Tôi không biết tôi ăn được mấy món. Quá nhiều. Thì thôi chúng ta cứ vào chọn. Và đây là nhà hàng Tôn Lê Ba Sắc 2. Và đây, vào trong hướng dẫn viên của đoàn đang liên hệ với quầy tiếp tân. Chúng tôi đây đang nhận vé để ăn trưa. Dạ. Dạ. Nhận vé để ăn trưa. Đây cái vé của tôi đây anh chị em. Đây là bên trong khung cảnh của nhà hàng. Đây. Đây là những cái bàn đang chờ chúng tôi đây. Đây những cái bàn đang chờ. Đây luôn hả? Đây luôn. Cha, mình có một bàn ở trong. Dạ. VIP hả? Dạ, VIP. Đây. Có bàn ở đây. 1 2 3 4. Đây là nhà hàng và đoàn chúng tôi đang ở đây. Đang đây những bàn này. Hướng dẫn viên đang chỉ những cái bàn mà chúng tôi sẽ ngồi đây. Và bên trong này được gọi là phòng VIP anh chị em. Bên trong này được gọi là phòng VIP. Đây, bên trong này được gọi là phòng VIP. Nhà hàng có ý đãi hai cha cùng với một số anh em ở trong phòng này gọi là phòng VIP. Phòng máy lạnh. Để đi kiếm đồ ăn cái đi. Dạ. Đây. Đây là bàn cơm. Và bây giờ đến đi xem món ăn đi rồi chọn món ăn. Đi xem món ăn đi rồi chọn món ăn. Dạ. Đây. Đây là một bàn thứ nhất. Đoàn chúng tôi gồm có 4 bàn. Đây là bàn thứ nhất này. Chúng ta sang bàn thứ hai. Đây là tất cả những người trong đoàn còn đang ngồi nghỉ mệt chưa có chọn món ăn. Đây là bàn thứ ba chưa có người vào. Bàn thứ ba chưa có người vào. Bàn thứ tư. Đây là 4 bàn này hả anh Hua hả? Dạ dạ. Đây 65 trở lên. Từ 65 trở lên. Dạ dạ dạ. Đây. Đây là hướng dẫn viên của chúng tôi. Đây. Anh hướng dẫn viên vừa mới chào đó. Anh đó là người Campuchia Lai. Mẹ là người Việt Nam. Bố là người Campuchia. Đây nè chị Linh ơi, từ đây. Chị Linh ơi. Từ đây trở về sao? Từ đây trở về 1 2 3 4. Cái bàn này. Dạ. Và đây là khu vực chọn thức ăn. Thưa anh chị em, đây là khu vực quầy chọn thức ăn. Tôi không biết 120 món nó gồm những thứ gì. Để tôi sẽ review qua một lần cho anh chị em nhìn thấy. Nhà hàng Tôn Lê Sắc 2 ở thủ đô Phnom Penh. Đây. Những món. Đây có nhiều người đang chọn món ăn anh chị em. Đây, đấy. Đây là khu vực chọn thức ăn. Khu vực chọn thức ăn buffet. Đây, những anh em đang chọn thức ăn. Ừ. 120 món ăn hết không? Đây, là có người đẹp Thánh Tuân đang chọn thức ăn.
bánh xèo chia ra một mình ăn không hết, ăn cái nó no. Bánh xèo ha, à, đây là nhiều món ăn Việt Nam lắm. À. Ở cái này là noodle, mì gà, mì gà. Đây bánh cuốn nè anh chị em ơi, bánh cuốn nè, dạ. Bánh cuốn nè, bánh đúc nè, dạ. I'm review, review is, I'm review, dạ. Đây là nước lèo, nước lèo, dạ. Dạ. Đây là các món ăn tráng miệng, dạ. Các món ăn, các loại bánh, món ăn tráng miệng đây. Ô, quá nhiều bánh mì. À, bánh mì. Bánh mì bơ. Tôi không biết hết tên cái bánh gì nữa. Đây là một loại bánh, không có bánh gì nữa, tôi không biết hết. À, cơm trắng thưa anh chị em. Đây là món chua đây. Gừng, gừng làm chua. Quá nhiều món này. À, này là cái này là này là gì đó, cái này là gì đó, đồ la ghim đúng không, chiên. À, này là cái này hình như là cà tím chiên nè, cà tím chiên nè. À, này giống quả sa kê chiên quá, hình như sa kê chiên. À, này là tôm chiên ha, tôm phải không, à không, khoai lang chiên, khoai lang chiên, khoai lang chiên. Quá nhiều. Đây là trứng. À, cái này giống bánh phọt quá. Giống bánh phọt quá. Giống bánh phọt chiên. Này, đây cũng là món cơm cháy. Cơm cháy. Này, rau, rau quả, rau, rau xào, các loại rau xào, các loại nước chấm. À, đây nước chấm, đây là rau, cũng là rau đây, rau sống thưa anh chị em, đây là loại, các loại rau sống, đây là các loại nước sốt, đây là các loại nước sốt, nước sốt, đây cũng là các loại rau sống, rau sống. Còn cái này là cái gì ta? À, cái này là chắc là như phở, như mì ha, phở mì ha. À, cái này phải có nước lèo nè, phải dùng với nước lèo, những cái này là dùng với nước lèo nè, thịt nè đấy, dạ. Dùng với nước lèo rồi. Bên này là cơm trắng này, cơm trắng anh chị em ạ. À, này các món cơm, cơm đây. À, với các loại canh, à, canh súp, loại canh súp này là, này giống cà ri quá hả, này là canh súp á. Đây là cơm chiên, đây là cơm chiên, đây cơm chiên nha. Nhiều lắm, quá trời món, không biết ăn làm sao cho nó hết. À, tôi không biết hết tên của những món này anh chị em ạ. À, quá trời nhiều món. À, cơm chiên ha, đây là một loại cơm chiên khác nữa đây, và bắp xào, bắp xào, rau, rau xào, các loại rau xào, mì xào ha. À, mì xào, cái này cà tím xào, cà tím xào. Rồi cái này là cái gì nữa đây? Cái này thịt gà cũng xào luôn. Gà kho hả? Gà kho gừng, đúng rồi. Đúng rồi. Sợi gừng, sợi gừng, gà kho gừng. Trời ơi, ăn sao cho hết. Đây là những món chua, những món gỏi chua. Ô, con cá khô ngon quá. Cá khô ngon quá. Này giống cá dứa khô quá. Giống con cá dứa một nắng á. Cá khô, cá dứa một nắng trắng. À. Này đậu phộng cũng xào à. Đậu phộng chiên luôn nè. Này cháo, này cháo trắng này, cháo trắng này,
Đây chứ có những món hết rồi này. Đây là hết rồi, chắc ngon lắm, sao mình hết sớm này. À, có những món tôi không biết gọi là cái gì nữa đây. Chúng ta đang đứng đây. À, cá, này là một loại cá. Một loại cá gói, cá gói hấp này. Này là rau cải xào, bắp cải xào. Này là cái vỏ sò, như sò điệp. Sò điệp. Sò điệp với lại miếng ha. Nhiều lắm. À. À. Đây, giới thiệu đi, giới thiệu. Đây. Có người đây à. À, chị Trang nói lại đi, cái này là cái gì, gọi là cái gì? Bún bún cá của Campuchia. Bún cá Campuchia. À, món bún cá Campuchia. À, còn người Campuchia là kêu là bún của chóc, của chóc, của chép gì đó. Bún của chóc. À, lục bình. À, lục bình với lại cây, cái lá đó là gì không biết, giống như là lá đồ đũa nè, bắp cải nè, à, bắp chuối. Chuối, bắp chuối, rồi bắp cải cũng có. Cái này là cái gì ta? Dưa mắm. Dưa mắm, đây là bún nè. Bún nè, đấy, bún vô tô. Đây, đây. Trang leo. Làm đi cho nhìn đây, nước leo nha anh chị em, trang nước leo vào, đấy. À, nước leo. Cái này là nước cốt dừa này, cá, người ta lấy thịt cá không á, người ta đâm nát ở đây nè. À, trộn với nước cốt dừa. À, đúng rồi, đi qua Campuchia phải ăn món Campuchia chứ ăn món Việt Nam mình hoài. Đây, đây cái này nước gì đây? Cái này giống cà ri á trời. À, ngốc là một thức bỏ chung luôn hả? Nhưng mà có chung bún là những món này ăn với cái này được. À, đây cà ri chắc, đây giống cà ri. Đây thịt, thịt heo. À, thịt heo làm khô này. Khô khô chắc. Đây là thịt gà. Thịt gà ở đây. Đây là một loại cơm nữa anh chị em. Một loại cơm nữa. À. Đây là những món đây là một tráng miệng rồi. Tráng miệng rồi. Đây là những loại nước, chẳng hạn như hột é, chẳng hạn như thạch dừa, chẳng hạn như cái này là dưa gan, đây là xương sáo, xương sâm, này là giống như trái bí đỏ đó, bí đỏ. À, cái này là một loại bánh lọt nè, các loại đậu này, đúng hơn là một thứ nước chè, loại ngọt, mình nhớ ăn món ăn ngọt, muốn ăn ngọt. Dao ua, chè đây, chè đậu, à, chè đậu trắng đây, đậu trắng đồ Mỹ gì đó. À. Đây là những món dưa chua, gồm có ổi nè, xoài nè, à, tôi thấy giống củ sắn quá, trắng trắng này củ sắn, là những cái trái cây, đây là những trái cây. Trái cây đấy. Thưa anh chị em, tôi đã review qua một lượt rồi, bây giờ tôi xin dừng ở đây, tạm chào anh chị em, tôi dùng bữa cơm trưa với mọi người. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.